Ngày 20 tháng 7, Hội nông dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Trần Tiến Sĩ, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội nông dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tư tưởng hội viên nông dân cơ bản ổn định. Hội viên nông dân tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do địa phương và hội nông dân phát động. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển. Hội nông dân các cấp trong huyện đã tổ chức phát động hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong 6 tháng đầu năm đã có 14.368 trên 14.000 hộ đăng ký đạt chuẩn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 102,62%. Các cấp hội đã vận động hỗ trợ các tổ chức, đơn vị kinh tế và sự đóng góp của hội viên nông dân với số tiền trên 440 triệu đồng, 1.093 ngày công, phân bón, con giống trị giá trên 230 triệu đồng để giúp đỡ cho 47 hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội đã phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng phát triển được 16 mô hình kinh tế có hiệu quả, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thành lập một hợp tác xã, hai tổ hợp tác, tiếp tục duy trì 49 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có trên địa bàn, phối hợp 19 lớp đào tạo nghề cho 270 lao động. Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về nguồn vốn sản xuất, kinh doanh và tiếp cận khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các chương trình dự án, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ.